Chào các bạn, mình là Tuấn Đương đến từ lớp Anh văn chuyên ngành của thầy Nguyên. Hôm nay mình sẽ cùng hợp tác với bạn Thảo Huyền và anh Dương trình bày về căn bệnh suy giáp hypothyroidism. Video này sẽ giúp chúng ta trả lời các câu hỏi: suy giáp là gì, nguyên nhân vì sao chúng ta lại bị suy giáp và suy giáp ảnh hưởng như thế nào đối với cơ thể. Để trả lời cho các câu hỏi trên, đầu tiên chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về vị trí và chức năng của tuyến giáp. Về vị trí, tuyến giáp là một tuyến hình áo giáp nằm ngay dưới thanh quản, hai bên và trước khí quản, với hai thùy phải và trái nối với một eo dây hẹp ở giữa được gọi là eo giáp. Về chức năng, tuyến giáp là một tuyến nội tiết được chi phối bởi vùng hạ đồi và tuyến yên. Đầu tiên, vùng hạ đồi sản xuất ra hormone TRH kích thích tuyến yên. Lúc này, tuyến yên sẽ tiết ra TSH kích thích tuyến giáp và tuyến giáp sẽ tiết ra hai hormone là T3 và T4. Sau đó, hai hormone này sẽ đi vào máu và có một số chức năng quan trọng như làm tăng chuyển hóa cơ bản của cơ thể và việc hóa một số tế bào não. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về bệnh suy giáp. Vậy, nguyên nhân chính của bệnh suy giáp là gì? Nguyên nhân chính của bệnh suy giáp là một tình trạng tác động trực tiếp đến tuyến giáp khiến nó tạo ra lượng hormone tuyến giáp thấp. Nguyên nhân chính phổ biến nhất trong số những nguyên nhân chính là một tình trạng hệ thống miễn dịch của cơ thể tự tấn công và làm tổn thương tuyến giáp, còn gọi là bệnh Hashimoto. Các nguyên nhân chính khác của bệnh suy giáp có thể bao gồm việc điều trị cường giáp phải phẫu thuật cắt bỏ tuyến giáp, hay tình trạng thiếu iốt trong chế độ dinh dưỡng gây nên bệnh phình giáp. Chúng ta sẽ làm rõ hơn về căn bệnh này ở phần kế tiếp. Như chúng ta đã biết, hormone tuyến giáp được điều hòa bởi trục hạ đồi và tuyến yên, tức là khi nồng độ T3 và T4 trong máu giảm, điều này sẽ gửi tín hiệu lên hạ đồi và tuyến yên yêu cầu tăng nồng độ TRH và TSH. Khi đó, nồng độ T3 và T4 sẽ ổn định trở lại. Nhưng vì lý do nào đó, T3 và T4 lại không tăng trong khi tín hiệu phản hồi vẫn luôn được gửi đi. Vậy, nguyên nhân đó là gì? Lý do thứ nhất, do tổn thương tuyến yên. Điều này xảy ra khi tuyến yên vì một nguyên nhân nào đó không thể tiết ra hormone TSH để kích thích tuyến giáp. Vậy nên hormone T3 và T4 cũng không thể được sản xuất. Lý do thứ hai, do tổn thương tuyến giáp. Lúc này, TRH và TSH cũng hoạt động bình thường và kích thích tuyến giáp. Nhưng do tuyến giáp bị tổn thương sẽ không thể sản xuất ra được T3 và T4 để đáp ứng lại được với cơ chế điều hòa. Ngoài hai nguyên nhân trên còn có một nguyên nhân phổ biến khác, đó là việc thiếu hụt iốt trong khẩu phần ăn. Lúc này, các nang giáp phải tăng tổng hợp thyroglobulin để bù trừ cái tình trạng thiếu iốt với lòng nang chứa đầy chất keo dự trữ, gây nên bệnh bướu cổ địa phương, còn gọi là phình giáp. Nhưng nếu được cung cấp iốt đầy đủ, tình trạng phình tuyến giáp sẽ ngưng phát triển. Cuối cùng, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu bệnh suy giáp ảnh hưởng thế nào đối với cơ thể. Suy giáp là một tình trạng phổ biến và khi tuyến giáp không thể tạo ra được đủ lượng hormone vào máu của bạn sẽ làm cho các chuyển hóa cơ bản của bạn giảm. Kéo theo đó là các vấn đề khác như thân nhiệt giảm, sợ lạnh, tăng cân, thường xuyên cảm thấy mệt mỏi. Ngoài ra còn khiến nhịp tim chậm và huyết áp giảm, làm tăng hàm lượng cholesterol máu, tăng nguy cơ sơ vữa động mạch. Thiếu hormone giáp còn gây nên bệnh đần độn xảy ra từ trong bào thai của những nguyên nhân bẩm sinh là không có tuyến giáp, khiếm khuyết di truyền hoặc thiếu iốt trong khẩu phần ăn. Video của nhóm mình ở đây là hết. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.